Thưa quý vị, mới đây và đúng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương đã xảy ra một vụ án mạng hết sức nghiêm trọng chỉ vì mâu thuẫn cá nhân giữa hai người đồng nghiệp. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Ngày 9 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Sĩ Luân, sinh năm 1986, quê ở Gia Lai, để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 3, Nguyễn Sĩ Luân cùng một số bạn bè đồng nghiệp làm chung cơ khí tại công trình xây dựng thuộc khu phố 4, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Bình Dương tổ chức ăn nhậu. Trong lúc nhậu, Luân và anh Nguyễn Ngọc Linh, sinh năm 1992, quê ở Quảng Trị, xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Dưới can ngăn, cả hai bỏ ra về. Tuy nhiên, do đã uống nhiều rượu, bia và vẫn còn bực tức, Luân đã mua dao và đến công trình xây dựng thuộc khu phố 4, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Bình Dương tìm Linh để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, cả hai tiếp tục xảy ra cự cãi và gây gổ. Trong lúc xô xát, Luân đã dùng hung khí khiến cho Linh tử vong. Sau khi gây án, Luân bỏ trốn khỏi hiện trường và bị lực lượng công an bắt giữ tại phòng trọ trên địa bàn phường Vĩnh Tân. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ, mong rằng lực lượng chức năng sẽ sớm làm sáng tỏ động cơ gây án của đối tượng và tiến hành xử lý theo quy định.